Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn đây là chiếc máy tính iMac 20 phân khúc 21.5 inch với màn hình 4K mới nhất của Apple. Sau đây là màn mở hộp của mình. Đây là bàn phím và con chuột mới. Mình sẽ đặt máy nằm xuống. Đây là sản phẩm dây nguồn của máy. Để qua đây. Đây, nhân vật chính của chúng ta là đây. Năm nay Apple đã nâng cấp phân khúc 21.5 inch lên màn hình 4K rất đẹp. Máy được trang bị 4 cổng USB. Mình sẽ quay lại cái máy rồi. Đây là cổng tai nghe SD, cắm cạc SD, 4 cổng USB 3.0, 2 cổng Thunderbolt và một dây cắm kết nối mạng tốc độ cao. Đây là nút nguồn của máy. Mình cũng là lần đầu tiên sử dụng con máy iMac này. Ấn tượng ban đầu của mình rất là thích cái màn hình rất là bự của nó. Đây là con chuột không dây, không cần sử dụng pin, rất là khác với dòng máy tính iMac hồi năm ngoái là sử dụng 2 pin tiểu. Bàn phím cũng kết nối không dây luôn. Đây là con dây cáp sạc cho con chuột và bàn phím. Con iMac 4K năm nay được trang bị bộ vi xử lý 3.1 GHz, rất mạnh, và RAM là 8 GB. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần review chi tiết sau video này.